Giá lúa gạo hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt cũng tăng 5 đô la Mỹ trên tấn, giá lúa gạo trong nước, tại kho An Giang, giá lúa hè thu đang tăng từ 50-300 đồng 1 kg. Cụ thể, giá lúa IR504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.600-6.800 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg lúa đài thơm 8 tăng 100 đồng 1 kg lên mức 6.900, 7.100 đồng 1 kg, nếp long an, tươi, tăng 100 đồng 1 kg lên mức 6.300, 6.600 đồng 1 kg, nếp an giang, tươi, 6.000, 6.300 đồng 1 kg, tăng 300 đồng 1 kg. Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Cụ thể, lúa OM 5451 dao động 6.400 6400 6.600 đồng 1 kg, lúa OM18 giá 6.600, 6.800 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 6.600, 6.800 đồng 1 kg, lúa nhật cũng ổn định ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa nàng nhen, khô, ở mức 13.000 đồng 1 kg, với lúa nếp, nếp an giang, khô, ở mức 7.400, 7.600 đồng 1 kg, nếp long an, khô, có giá 7.700. 7.900 đồng 1 kg với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm cũng điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo nguyên liệu IR504 ở mức 10.250-10.300 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm ở mức 11. 711.750 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg với mặt hàng phụ phẩm. Giá tấm IR504 dao động 9.700-9.800 đồng 1 kg. Trong khi đó giá cám khô tăng 50 đồng 1 kg lên mức 7.350 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo thường ở mức 11.500, 12.500 đồng 1 kg. Nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000, 16.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen có giá 22.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài duy trì 18.000. 19.000 đồng 1 kg, gạo thơm Jasmine giá 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo hương lài giá 19.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa giá 18.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường dao động 14. 000, 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá ổn định 18.000, gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng 1 kg. Gạo Nhật giá 22.000 đồng 1 kg và cám duy trì mức 8.500, 9.000 đồng 1 kg.